sách gì vậy? Mệt quá đi. Tôi ở trọ thôi mà làm như là tôi là ở đợ hay là quản gia không bằng. Giờ tự nhiên cái ngồi phải sắp xếp. Ủa, bực mình cái ông này đi du lịch mà không biết chán sao ta. Thiệt tình luôn. Còn có thằng Thành nữa, biểu đi gom sách cũ về mà giờ này cũng chưa thấy về. Ông ơi, ông ơi. Vậy ông vậy ông đang làm cái gì vậy? Bộ không thấy hả? Nói, đang sắp sách nè. Ủa, ông sắp sách để chi vậy ông? Sắp sách để cho nó gọn, hiểu chưa? Ủa sao ông không xếp ngang mà ông xếp chéo với lại? Sao ông không xếp cái to trước mà cái nhỏ trước? Tôi muốn sắp gì tôi sắp. Tôi đang bực mình. Mấy người là gì vậy? Mấy người tên là Nguyễn Văn Hỏi hả? Hay là mấy người tên là Bành Thị Tra Chấn hả? Không có gì nữa. Tôi lo tôi sắp sách tôi bực mình. Tôi lỡ lời chút xíu à. Làm gì la dữ vậy? Bây giờ muốn gì? Muốn ly trà sữa thiệt là bao. Có nhiều đứa thôi làm gì đâu la. Coi. Ông đã cho mình uống trà sữa miễn phí rồi. Mình phải giúp ông một cái gì đó. Hey, Khang à em. Ê, trốn mẹ ra ngoài này đọc sách đúng không? Không. Không như em nào? Em đang phụ ông xếp sách lên kệ. Ông nói là ai mà phụ ông xếp sách lên kệ là ông sẽ thưởng cho một ly trà sữa khủng lồ luôn. Trời ơi. Thiệt không? Nó khủng lồ luôn á. Thiệt không vậy? Thiệt không vậy Khang? Thiệt. Kiểu này là chắc tôi với ông phải phụ ông Đức xếp sách đó. Chứ không á là không những tặng một ly mà khi 2-3-4 ly luôn đó. Ừ được á. Ê, chỉ tụi anh làm với. Ừ nó làm sao? Trời ơi, mình chia sẻ đúng không? Mình phải chia sẻ ba cái. Làm sao Khang? Nè, lấy 2 sách, để lên đây. Rồi mình lấy 4 sách cho mình. Nè. Rồi sẽ làm nhiệt tình lên rồi mình sẽ được nhiều ly trà sữa khổng lồ. Đây, trà sữa của con đây. Đây nè mấy đứa. Trời đất ơi, tụi bay làm gì vậy? Hả? Mấy đứa làm cái gì kỳ cục vậy? Anh Đức, tụi con sắp xếp xong rồi đó ông. Ông cho con với Winner 2 ly trà sữa khổng lồ đi. Ta-da. Ai nói là tụi con làm mấy cái này tụi con sẽ được trà sữa? Dạ thì thằng Khang. Ông nói vậy hồi nào? Tại sao con dám nói như vậy hả? Con còn nhỏ mà con dựng chuyện, con nói gì là nói dối vậy đó hả? Con sai rồi có biết không? Còn mấy đứa tụi con nữa, làm gì vậy? Mà ông thấy tụi con xếp sách đẹp không? Xếp như vậy là người ta nhìn vô người ta mới nói là đây là quán cà phê sách. Chứ mà ông xếp gọn gàng quá thì người ta không tin đâu. Hay quá ha. Nói cho nghe nha. Nghe chưa? Nhiệt tình quá mà cộng ngu dốt là phá hoại, hiểu chưa? Ừ? Trời đất ơi, rồi còn cái thằng kia nữa. Kêu đi gom sách cũ mà tới bây giờ vẫn chưa về. Tôi bây giờ tôi không biết tôi là ai luôn đó. Sắp xếp trở lại đàng hoàng. Dạ, tụi con xin lỗi, để tụi con sắp xếp lại cho ông. Làm lại đàng hoàng tôi tới, sắp bên này nữa nè. Còn cái ông kia bỏ sách xuống. Uống hết cái ly sữa này, để cho mấy anh mấy chị làm. Anh chị, ổng đi rồi. Đi đâu? Hay là mình đọc truyện đi, chứ ổng đi rồi. Ừ, được á. Chị Đào, chuyện ngôn tình hay lắm hả chị? Chị cho em đọc chung quá được không? Con đít con ơi, biết gì mà đọc, trời lớn rồi đọc. Anh Winner ơi, chị Đào không cho em đọc chung, anh Winner. Thôi, em con trai đọc ngôn tình làm gì? Thôi, qua đây, đọc với anh cái chuyện kiếm hiệp này là xuất sắc. Đọc quá được không? Trời ơi, ông biết đọc chưa mà đòi đọc với tôi không? Nè, bây giờ mà em kêu em biết đọc ấy, thì em đọc cho anh dòng này coi. Hiệp sĩ bay xuống tung một chưởng. Uhm.
Kìa 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 kìa, cô gái, chàng trai, ngừng đọc chút xíu, uống nước nè, nhanh lên. Khô cả họng rồi. À mà bà ngồi đây rồi, cái Khang đâu? Khang đâu? Khang ơi, em sẽ giúp Khang đây. Ta sẽ triệt bảo trường giang này. Trời ơi, em bị cái gì vậy Khang? Trời ơi. Trời ơi, nó bị cái gì vậy? Chết rồi, hình như thằng bé này nó bị nhiễm cái nhiễm vật kiếm hiệp. Trong cái bộ truyện kiếm hiệp tôi vừa cho nó đọc rồi. Cái gì? Ý là nó bị nhiễm cái nhân vật anh hùng, nghệ thuật sĩ ấy. Trong cái bộ truyện tôi vừa đưa nó xem. Là sao? Con ma nữ kia, hãy đứng lại. Cái gì? Đứng lại. Cho. Chết rồi, thôi chết tơi rồi. Thằng bé nó nhiễm thật rồi. Trời ạ. Ôi trời ơi, đứa nào rót cho ông ly nước trà của con? Dạ, okay. Su Huynh à, Su Huynh mới về đó hả? Chứ Huynh à, ở đây chỉ có một mình ta và Huynh. Ta không gọi Huynh thì ta gọi ai bây giờ? Huynh có mệt lắm không? Ta mời Huynh uống nước. Huynh uống đi Huynh. Huynh làm cái gì vậy? Nếu mà Huynh không uống, ta chửi người chết. Cái gì vậy em? Cốc chủ ơi, cốc chủ. Cốc chủ để cho tại hạ được yên. Winner đào đạo. Con này đâu vậy? Bị sao vậy? Chết sao rồi, vậy? Nó nhiễm cái kiếm hiệp á. Thôi Khang, đi về. Rồi kêu không? Các ngươi làm gì vậy? Ta sẽ gọi đàn em của ta tới đó. Rồi thôi, đàn em nữa. Đàn em nữa. Cái đó người ta kêu đệ tử ba ơi. Mà kiểu này là nhiễm lắm luôn rồi đó. Đưa nó về đi. Đi về. Đi về nào. Thôi. Ta chỗ các ngươi á. Khang, đi về. Điều này là bị nhiễm nặng lắm luôn rồi nè. Winner, ông bị sao vậy? Winner, sao vậy? Thôi bà đừng có hỏi nữa, tôi buồn lắm rồi. Ai? Sao quên sư tử ơi, hôm nay có chuyện gì cho em đọc không? Thằng bé này, sao giờ này còn ở đây nữa? Về nhà đi. Em có biết là vì cái việc em đọc sách ấy mà anh bị mẹ la cho một trận không? Hả? Dạ. Dạ rồi. Thôi mà, dạ chị con nít mà. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, em chào chị. Dạ. Quýnh đó. Gì vậy? À, trời. Đâu? Hả? Trời, con đâu chứ? Đâu hả? Đâu chứ hả? Mày, mày... Gì vậy? Cái gì hả? Trời, nó có cái gì nói con nhanh lên, cứ đánh con từ đây. Phải đánh. Con rồi, chơi tiếp đi. Sao mà bây giờ người ta gọi điện thoại mắng vô mẹ kìa. Người ta mắng vô mẹ. Ai mắng bố mẹ? Mẹ thằng Khang gọi điện mắng vô mẹ kìa. Con cho nó đọc cái gì mà bây giờ về nhà nó nhiễm mấy cái gì tào lao. Rồi mẹ nó gọi điện mắng vô mẹ kìa. Nó đọc ba cái chuyện mà kiếm hiệp các thứ thì làm sao mà con kiểm soát được mà tự nhiên về mắng con. Nhưng quan trọng cái chuyện kiếm hiệp đó ở đâu ra? À, thì nó đọc ở trong quán của chú Vượng, làm sao con biết được? Con làm sao mà cản được đúng không? Nhưng mà con đi chơi chung với nó. Bây giờ mẹ nó nói là lúc trước á, chưa đi chơi chung với con thì không vấn đề gì hết. Từ khi đi chơi chung với con bây giờ là về kiếm hiệp rồi trưởng. Làm sao hả? Tại sao con thấy em đọc mà con không cản em? Trời, làm sao mà con cản được? Em đâu có cố ý đâu. Em chỉ giỡn cho vui thôi mà. Vui không? Mẹ còn giỡn nó vui nữa. Vui cái đầu em ấy. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Ông Đức mà nghe thấy là chửi cả đám đó. Cái gì đó? Trời ơi, tôi đang ở trong quầy mà tôi nghe ngoài này cãi nhau gì vậy? Ông ơi, chuyện là hôm trước bọn con đọc sách nè, xong thằng bé này cũng đòi đi theo. Cuối cùng bây giờ nó bị nhiễm quá, bọn con chả biết làm nào hết đó. Ồ, không biết làm thế nào hả? Mời ngồi. À, ông sẽ có một cái giải thưởng lớn, nghe rõ không? Yeah. Nhưng với một điều kiện, ba anh em tụi con, nghe chưa, phải đọc trong vòng 5 phút. Trong vòng 5 phút đọc 5 trang giấy. Khi hết giờ
hết 5 phút ông sẽ thông báo, thì tụi con phải tóm tắt lại nội dung từ nãy giờ tụi con đã đọc cho ông nghe. Hiểu không? Thiệt không? Thiệt, như vậy thì mới có giải thưởng chứ. Yeah! Ok chưa? Bắt đầu! Hết giờ. Đóng sách lại. Ngồi thẳng lưng lên nghiêm chỉnh. Bây giờ hãy trả lời cho tôi biết những gì hồi nãy giờ các bạn đã đọc trong vòng 5 phút. Người đầu tiên, Winner. Dạ, câu chuyện của con là về bạn Mít Đọc. Mít Đọc có một người em gái rất hay là mè nheo khóc nhè này. Nhưng mà không vì lý do đấy mà Mít Đọc lại ghét em gái của mình. Mà lại cực kỳ thương yêu em gái của mình luôn. Thứ hai, Đào Đào. Dạ, chuyện của con thì có tiêu đề về một nhà giả kim. Nói chung là cái chuyện này nó về một cái anh trăng cừu, nhưng mà rất là thích đi đây đi đó. Nói chung là con thấy thú vị lắm không? Giỏi. Cuối cùng là ai? Nói nghe coi. Dạ, nói. Dạ thưa ông, con một cái câu chuyện này hay lắm. Một câu chuyện về quả trứng, nhưng mà quả trứng nó thích chạy lon ton, nhưng mà gặp ai nó cũng thư dạ và chào hỏi. Ôi giỏi quá, giỏi luôn. Bây giờ như vậy, ông thấy đó ha, là cả ba anh em con đứa nào cũng giỏi hết, không có đứa nào hơn đứa nào và cũng không có đứa nào kém hơn đứa nào. Bởi vì vậy cho nên phần thưởng này sẽ chia đều ra cho ba đứa. Wow. Hey. Thứ nhất, 1, 2, 3. Con xin. Đây là cái thẻ. Tụi con hãy tới tiệm sách, tụi con sẽ được mua sách đọc, nhưng mua giảm giá. Wow. Yeah. 5, 5, 5. Yeah.